Có Phật tử hỏi là: con bạch thầy, con là một hành giả tu tịnh độ. Thời gian gần đây, trong quá trình tu tập, trong khi niệm Phật, con đang niệm rất an, thì tự con cứ lảm nhảm miệng, gì con cũng không biết. Bạch thầy, từ bi khai thị cho con để con có thể tinh tấn tu học. Trường hợp này đang đi sai đường. 100% Phật tử này đang niệm Phật sai đường, dụng tâm sai. Dụng tâm một cách gì? Một cách là mình gọi là thái quá. Chưa ngồi vào niệm Phật đã gì? Đã mong vãng sinh. Niệm niệm đều gì? Đều nghĩ về cảnh giới Tây phương cực lạc để vãng sinh. Niệm Phật như thế này gọi là niệm Phật thái quá. Người tu tịnh độ chân chính ấy, niệm Phật không bao giờ gặp cái cảnh như vậy cả. Người ta làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình ở mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Tùy duyên niệm Phật, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật, đi ngủ cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật. Người ta tùy duyên như vậy, nhưng không có bao giờ gì, như kiểu như là đồng bóng lên thì lên giá như vậy cả, không bao giờ có. Cho nên trường hợp này Phật tử nói là: thời gian gần đây, trong quá trình tu tập, trong khi niệm Phật, con đang niệm rất an, thì tự nhiên con cứ gì, cứ lảm nhảm niệm gì á cũng không biết, tức là không làm chủ được bản thân mình, không làm chủ được tâm mình, để một cái thế giới khác nó mượn cái thân thể của mình để nó lái mình, và mình không biết mình đang làm gì nữa. Đó đó, tất cả đây do dụng tâm sai, dụng tâm một cách gì, thái quá, và dụng tâm một cách gì, lúc nào cũng gì, cũng mong được vãng sinh, và lúc nào cũng chỉ mong là mình sớm được vãng sinh để về với Phật, vân 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 vân. Như thế này Phật và Tổ cũng không dạy ở trong kinh như thế. Người tu tịnh độ chân chính chúng ta, Phật Tổ chỉ dạy chúng ta gì, giữ tâm nguyện cho vững vàng, hành một câu gì A Di Đà Phật cho chuyên, đừng có để cho gì cho tạp tâm, và chúng ta niệm cứ nhẹ nhàng mà niệm, đừng có mong là hôm nay chúng ta niệm ngày mai có được vãng sinh không, năm nay chúng ta niệm sang năm có được vãng sinh không, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Và cái việc vãng sinh hay không vãng sinh đó là gì? Việc của Phật, việc của A Di Đà Phật. Việc của chúng ta này là một hành giả tu tịnh độ, chúng ta cứ làm trọn cái gì, cái trách nhiệm và bổn phận của mình, đó là tin cho sâu. Tin sâu là sao? Đó là tin có Tây phương cực lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Đó, ngài Trung Phong Quốc Sư trong Trung Phong Tam Thể niệm, ngài dạy như vậy: tin mình là người niệm, tin có Tây phương cực lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh, nhưng vãng lúc nào, vãng khi nào, vãng bao giờ vãng, thì đó là việc gì? Việc của A Di Đà Phật, chứ không phải là việc của mình. Mình chỉ tin cho sâu, nguyện cho thiết. Tức là nguyện sao? Thế nào là nguyện cho thiết? Chỉ nguyện về Tây phương cực lạc thế giới, không nguyện gì, không nguyện sinh quái trời người. Dẫu cho đời sau có phúc báo sinh lại làm tổng thống, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư vân vân, chúng ta cũng gì? Cũng không không muốn. Dẫu cho đời sau có sinh lên làm gì, làm vua quái trời Đao Lợi, hay là vua quái trời Phạm Thiên, hay là vua quái trời phi tưởng phi tưởng xứ, chúng ta gì cũng không cầu, mà chỉ cầu gì được sinh về là cư dân quái Tây phương cực lạc thế giới, làm bậc thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới. Đó gọi là gì? Gọi là nguyện thiết. Hành cho chuyên tức là sao? Một câu A Di Đà Phật giữ ở trong tâm mình cho nó gì, cho nó vững, cho nó chắc. Có thể vẫn học các bộ kinh khác, vẫn tụng các bộ kinh khác, nhưng chúng ta gì, chốt lại tụng kinh gì thì tụng kinh, cuối cùng vẫn dùng một câu A Di Đà Phật. Cái quan điểm của tôi ấy thì khác với Hòa Thượng Tịnh Không ở chỗ thì Hòa Thượng Tịnh Không bảo là gì, chỉ cần tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, không cần tụng một bộ kinh nào khác, không cần học một bộ kinh nào khác. Nhưng quan điểm thì tôi thì khác. Chúng ta có thể gì? Hợp bộ kinh nào, có duyên với bộ kinh nào thì chúng ta cứ đọc tụng, cứ nghiên cứu thêm. Nhưng
một câu A-di-đà Phật, đó là cái đích mà chúng ta gì phải đi tới. Đã đi tới rồi thì trụ ở trong đó. Thì chúng ta biết là lục tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đó là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Ngài là một vị thiền sư đã đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ rồi á, chúng ta thấy gì? Ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Tổ có tụng kinh Vô Lượng Thọ đâu? Tổ cũng chẳng tụng kinh A Di Đà, mà tổ gì? Chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta biết đó gì? Đó chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Nếu mà chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ mới được vãng sinh, mới đảm bảo vãng sinh, thì chắc chắn là gì? Tổ đã gì? Lục tổ Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi. Cho nên ở đây các tổ, các ngài thì hiện ra ở trên đời này, các ngài chỉ dạy cho mỗi người gì? Mỗi người một duyên. Ví dụ như ngày xưa có một vị tổ cũng gì của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, các ngài chỉ giảng kinh A Di Đà thôi, và chỉ khuyên mọi người tu tập tụng kinh A Di Đà thôi. Cả đời của ngài gì hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà, hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà, và không giảng kinh gì khác. Cả đời ngài chỉ giảng kinh A Di Đà và khuyên người ta tụng kinh A Di Đà. Nhưng có những tổ thì là gì, khuyên người ta gì, mọi hạnh đều gì, đều phải làm, mọi hạnh đều phải làm, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, học vững gì giáo lý, học vững giới luật, học cho gì tinh thông giới luật và vững vàng về giáo lý của Phật để làm kim chỉ nam cho vấn đề tu tập. Nhưng chung quy lại, học gì thì học, tu gì thì tu, vẫn một câu A Di Đà Phật là quan trọng nhất. Đó. Thế cho nên quan điểm của tôi gì hơi khác một chút. Nói là hơi khác nhưng thực tế không phải khác đâu. Có thể khoảng độ tầm 20, 25, 30 năm nữa, nếu như mà gì tôi còn gì thọ mạng dài dài ở thế gian, đến về phần cuối đời tôi cũng chỉ chuyên một bộ kinh, chuyên một bộ kinh. Và khi đó có thể tôi cái gì, tôi cũng chỉ khuyên mọi người là chuyên một bộ kinh. Chúng ta biết, xem về lịch sử của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy trước đây ngài học và giảng rất nhiều các bộ kinh. Ngài giảng cả kinh Quran, giảng cả kinh Tân Ước, cả kinh Cựu Ước. Kinh Quran là của đạo gì? Của đạo Hồi. Tân Ước, Cựu Ước là của đạo gì? Tin Lành, của đạo Thiên Chúa. Rồi ngài giảng cả gì? Cả kinh Lăng Nghiêm, chuyên về gì? Về thiền. Ngài giảng cả kinh Kim Cương, chuyên về thiền. Thậm chí ngài giảng cả gì? Cả kinh Hoa Nghiêm. Ngài giảng Tứ Thập Nhị Chương, giảng Bát Đại Nhân Giác, vân vân. Đó là thời còn trẻ, ngài giảng rất nhiều như vậy. Thời khoảng 3, 4, 5, 60 ngài giảng rất nhiều như vậy, 70, 80 ngài giảng rất nhiều kinh như vậy. Cho đến gì từ 80 tuổi trở lên ngài mới gì? Khoảng hơn chục năm nay ngài mới gì? Chuyên Vô Lượng Thọ. Cho nên ở đây thì chúng ta phải xem thực sự phương tiện của các tổ, của các vị Bồ Tát, của Phật. Khi mà giảng về kinh nào thì các ngài gì? Các ngài đặc biệt tán dương, khen ngợi kinh đó. Ví dụ như khi Phật nói gì? Nói kinh Lăng Nghiêm. Thì Phật bảo kinh Lăng Nghiêm là vua của các kinh. Khi Phật thuyết kinh Bát Nhã thì Phật nói gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả các kinh. Mẹ của tất cả các kinh. Mà mẹ thì sẽ đẻ ra gì ạ? Đẻ ra các con. Mà vua thì còn ai hơn trong nhân dân? Thì một đất nước, trong một đất nước thì vua là trên hết. Còn ai hơn nữa không? Không. Nhưng khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng nói thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp là trên hết. Trong tất cả con sông thì biển là lớn hết. Kinh này cũng như vậy, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng gì được ví như biển, còn các kinh khác ví như con sông. Vậy chúng ta nghĩ là gì? Vậy Phật nói vọng ngữ? Không, Phật không bao giờ nói vọng ngữ. Phật về phương tiện mở đường dẫn lối cho chúng sinh.
tùy theo căn cơ của chúng sinh, tùy theo từng pháp hội, tùy theo cái nhân duyên, trình độ của thính chúng mà Ngài giảng bộ kinh đó. Khi giảng bộ kinh nào thì Ngài đều đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh đó. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không Ngài gì chuyên giảng về Vô Lượng Thọ, chắc chắn Ngài sẽ gì sẽ chỉ tán dương và khen ngợi về Vô Lượng Thọ và đặt Vô Lượng Thọ là trên hết. Còn tôi bây giờ tôi đang giảng kinh Địa Tạng, chắc chắn tôi chỉ tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng, và tôi cho kinh giảng và tôi đặt kinh Địa Tạng là trên hết. Giống như thời xưa Phật còn tại thế, khi Ngài giảng kinh Địa Tạng thì Ngài cũng đặt cái vị trí kinh Địa Tạng là tối cao. Đây chính là gì? Là phương tiện thiện xảo của chư Phật vậy, chư Bồ Tát vậy, chư lịch đại tổ sư vậy. Cho nên nếu chúng ta học mà chúng ta chấp vào lời dạy của các tổ, của các hòa thượng, chúng ta nghe mà không hiểu ý của các ngài dạy á, không hiểu được cái lý và cái giáo nghĩa sâu sắc, sâu xa ở trong đó, chúng ta sẽ là người bị vướng, giống như cá vướng vào lưới vậy. Đó, cho nên ở đây Phật tử này chắc chắn là do dụng tâm một cái gì thái quá. Ngày nào lúc nào cũng gì cũng mong mình sớm được gì được vãng sinh. Cho nên cũng sẽ bị gì cái họa, giống như người tu các pháp môn khác không có khác vậy. Cho nên người niệm Phật chúng ta cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa là như thế. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng niệm Phật cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa. Tâm bình là sao? Tức là giữ cho cái tâm chúng ta bình đẳng. Đừng có mong một cái niệm gì đó nó thái quá. Cách đây mấy năm có người nói là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không lập thành từng nhóm để tu tập. Khuyên các Phật tử tại gia là gì? Bỏ hết tất cả đi để tu cầu vãng sinh một đời. Đang làm công chức nhà nước, làm cơ quan doanh nghiệp cũng bỏ hết để gì? Để kết thành 10 người, 20 người một đạo tràng nhỏ để mượn một gia đình tụ tập tại một gia đình Phật tử nào đó để suốt ngày chỉ có niệm Phật thôi để cầu vãng sinh. Thậm chí cái trường hợp mà có cái cháu mà thi, tôi nói một hai lần rồi đấy, ở dưới Thanh Xuân Nam thi đỗ và được đi du học ở bên Anh, thủ tục làm xong hết rồi, mẹ không cho đi. Lý do vì sao? Lý do duy nhất là gì? Là ở bảo con ở nhà để niệm Phật, để chờ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngày đó là ngày tận thế và cả nhà đều vãng sinh. Cái cháu đó nó khi nghe mẹ nó nói như vậy nó rất đau khổ, nhưng mà nó không dám cãi lại. Nó đau khổ quá, nó đến cái nỗi này nó bỏ ăn. Nó không ăn không uống gì mà nó khóc rức suốt ngày. Thì bắt đầu mẹ nó mới bảo là thôi được rồi, thì bây giờ thì tao đưa mày lên chùa Khai Nguyên để hỏi thầy Thịnh xem thầy bảo thế nào thì mẹ sẽ suy nghĩ. Vì ngày xưa bà cũng là cái Phật tử thuần thành ở chùa này, nhưng sau này nghe vị pháp sư đó là nói là Hòa Thượng Tịnh Không nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, nhưng thực tế Hòa Thượng đâu có nói như vậy. Hòa Thượng chỉ giảng, Hòa Thượng dẫn dụ ở trong gì, trong kinh điển của kinh sách của gì của cái gì Maya, cái kinh điển của cái hệ thống tôn giáo của cái kinh sách của Maya cổ ở Ai Cập hay là ở gì đó, Hòa Thượng dẫn dắt họ cho như vậy. Và kinh sách của một số các tôn giáo họ cho như thế. Và Hòa Thượng khuyên chúng ta là gì? Vậy chúng ta cũng phải gì? Phải nhất tâm để tu tập, đến ngày đó nó có xảy ra cái chuyện đó thì chúng ta gì? Tự do tự tại để vãng sinh Tây Phương, để chúng ta không bị luân hồi trong lục đạo luân hồi nữa, không bị cái nạn gì? Nạn nước, nạn lửa, rồi nạn thiên tai vân vân nó gì? Nó làm chúng ta đau khổ nữa. Và Hòa Thượng dựa vào đó Hòa Thượng khuyên người ta tu. Nhưng một số các đệ tử và một số các Phật tử đồng tu ở khắp trên thế giới hiểu lầm ý của Ngài và nói là gì? Ngài đã chứng minh rồi. Ngài đã nói rồi, Ngài dẫn dụ, Ngài chứng minh, Ngài nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế rồi. Cho nên chúng ta phải gì? Phải tu gấp đi. Và có những vị Pháp Sư nói là đệ tử của Hòa Thượng cũng đi tuyên truyền cái tư tưởng đó.
Và các Phật tử, rất nhiều các Phật tử tin cái điều đó là gì? Là sự thật. Và họ bỏ công việc gia đình, bỏ công việc ở công sở. Có những người là gì? Đang làm cán bộ công chức nhà nước cũng khá cao, làm lên đến trưởng phó phòng của một bộ ban ngành trung ương rồi mà vẫn gì? Vẫn tin cái điều đó là sự thật và xin nghỉ để niệm Phật cho qua ngày đó, nếu mà gì? Không xảy ra ngày tận thế thì mới đi làm, còn xảy ra ngày tận thế thì để vãng sinh. Và đang tôi nói, đang nói cái cháu ở dưới Thanh Xuân Nam, rất may khi đưa lên đây bắt đầu được tôi, thì tôi nói cho, nói bà mẹ và nói cả đứa con, thì may mắn làm sao thì bắt đầu đi về thì mới thôi mới cho nó đi, không có gì ân hận cả đời. Và kết quả là ngày 21 tháng 12 năm 2012 không có ngày tận thế. Đó, cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải phải hiểu đâu là những lời phương tiện của các tổ dạy, của các hòa thượng dạy, đâu là cái lời chân thật, đâu là cái lời dẫn dụ và đâu là cái lời nói thẳng. Lời dẫn dụ thì chỉ là gì, cái minh chứng để ví dụ thôi. Ví dụ như hòa thượng giảng trong năm đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, hòa thượng đấy lấy cái kinh của các tôn giáo khác để họ dẫn dắt như thế. Và hòa thượng kết là hòa thượng khuyên chúng ta người tu theo Phật, tu theo tịnh độ, chúng ta nhất tâm để tu. Nếu có xảy ra chuyện đó thì chúng ta sẽ tự do tự tại vãng sinh tới phương cực lạc thế giới, không bị lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Bản chất của nó là như vậy. Những người nghe nó, hiểu nó là gì? Lại xuyên tạc và lại gì? Hoặc là hiểu lầm nó đi một cách khác. Đó. Cho nên ở đây phải nói thật là các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ có những cái cách nhìn nó theo cái kiểu như là gió chiều nào che chiều đấy. Thấy ở đâu đông á, đông người á, tin á, thì mình cũng chạy đến và tin, không biết đó là đúng hay sai. Thấy đông người đến mình thấy vui, đông vui á, mình cứ đến rồi. Cứ nghĩ là thôi chỗ đây đông vui chắc là giỏi lắm. Và chúng ta thì cũng đến. Đây là gì? Cái tập tục, cái thói quen của đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ hiện tại nó đang như thế. Nghe người ta tán dương một người nào đó thì mình rầm rầm mình kéo đến. Nhưng khi nghe người ta chê một cái là gì? Mình không biết đúng sai như thế nào, vị đấy có lỗi thật không? Chúng ta liền quay lưng lại. Nghe người ta khen một cái mình không biết là có đúng hay không, vị này có đạo hạnh có giỏi thật hay không, cứ ở mầm người này đồn người nọ thổi người kia và cứ thế kéo đến. Khi nghe một người chê một cái, chúng ta thì lại ầm ầm bỏ đi với nhau và không biết vị đó có lỗi thật hay không. Đấy là cái tình trạng bây giờ đồng tu Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái người như thế. Cho nên ở đây tôi nghĩ chắc chắn Phật tử này thì nghe pháp hòa thượng Tịnh Không mà khởi tâm chuyên tu tịnh độ như vậy. Phật tử này nói gì? Con là một hành giả tu tịnh độ mà. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn vị này đã nghe pháp hòa thượng Tịnh Không và nghe rất nhiều pháp hòa thượng Tịnh Không. Nhưng ở thời điểm này tôi dám chắc chắn là vị này đang gì? Đang hiểu lầm những lời giảng, những bài giảng của hòa thượng Tịnh Không. Cho nên mới dụng tâm chuyên tu đến cái mức gì như vậy. Và kết quả vị này đang gì? Đang đi sai đường. Cho nên vị này là muốn không bị một thời gian sau tẩu hỏa nhập ma đơ đơ á, người trở ra người, ma trở ra ma, mà tự xưng mình, có thể tự xưng mình là Bồ Tát, là Phật á. Nếu không muốn là người như thế thì phải xem lại cách tu tập của mình. Nên thay đổi cách tu tập của mình, vẫn là niệm Phật. Nhưng trước đây thì ngồi vào một cái là ngồi vào nhất tâm niệm Phật, mong thấy Phật hoặc mong gì được Phật đến trước mình. Thay vào đó bây giờ thì lễ Phật đi, đi kinh hành đi, chia thời khóa thành gì, thành 3 thời hoặc 4 thời. Thứ nhất vào là gì, lễ Phật. Nếu tu khoảng độ 2 tiếng đồng hồ, lễ Phật cho tôi 30 phút, tụng kinh cho tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tụng kinh gì được, A Di Đà được, Vô Lượng Thọ được, Địa Tạng được, vân vân. Lễ Phật khoảng 30 phút,
Xong thì nếu mà muốn, đây là tôi nói muốn chuyên tu nhé, thì lễ Phật khoảng 30 phút, xong tụng một bộ kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ hoặc Địa Tạng hoặc kinh gì, bất cứ kinh gì vị này thích cứ thế mà tụng. Nhưng nên tụng một bộ thôi, một thời gian này nên tụng bộ, chứ đừng hôm nay tụng bộ này, mai tụng bộ nọ, cái kia tụng bộ kia. Đó. Nên phân một thời gian, ví dụ mình muốn tụng bộ kinh này thì phát nguyện khoảng vài tháng hoặc một năm chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng bộ kinh này. Hoặc 2 năm hoặc 3 năm chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng, chuyên nghe giảng bộ kinh này. Như thế, làm nên làm như thế. Khi tụng kinh xong, bây giờ tụng 2 tiếng này, 2 tiếng này, tu 2 tiếng này, thì niệm Phật, lễ Phật 30 phút, tụng kinh khoảng 1 tiếng, là 1 tiếng rưỡi, và đi kinh hành khoảng độ 30 phút. Như vậy, chắc chắn rằng vị này sẽ thoát ra được khỏi cái cảnh giới như là gì? Đang niệm Phật mà tự nhiên nói lảm nhảm, không gì, không tự chủ, không biết là mình đang nói cái gì. Nếu muốn làm người, nếu muốn thực sự là một người con, một người đệ tử của Đức Phật, và muốn sau khi xả bỏ báo thân được về với Phật, thì nên làm như thế. Làm một thời gian đã, 6 tháng, 1 năm, và bao giờ cho cái tâm mình nó an đã, mình ngồi vào niệm Phật, và mình làm chủ được mình đã, không bị gì, bị một cái thế lực vô hình khác nó mượn thân thể của mình, nó lái mình để cho mình gì, mình nói làm nhảm, không biết là mình đang làm cái gì, đang nói cái gì, đang tu cái gì. Đó, nên như thế. Đó, tôi có lời khuyên với Phật tử như vậy. Nếu muốn làm người, nếu muốn làm một Phật tử chân chính, thì nên thay đổi phương pháp tu ngay, bắt đầu ngay từ ngày mai, ngay từ sáng ngày mai. Đó. Đừng có bắt đầu vào một cái là ngồi vào niệm Phật và mong được vãng sinh sớm nữa, chết đấy. Cho dù vị này có tu thấy A Di Đà Phật đến, nhưng không phải A Di Đà Phật đến đâu. Cứ giữ cách tu như thế này, chắc chắn tôi đảm bảo là gì, vị này không gặp A Di Đà Phật đến đâu, mà thiên ma ba tuần đến, nó giả hiện là A Di Đà Phật đến. Nguyên nhân như thế nào, tự vị ấy biết, tôi biết, vị ấy biết. Tất cả đều là do oan gia trái chủ và do dụng tâm gì không đúng pháp mà sinh ra. Cho nên trường hợp này nên, nếu muốn thoát ra thì nên nghe chúng tôi một lần. Nên nghe chúng tôi một lần này thôi, và những lần sau nghe ai thì nghe. Bao giờ thoát ra được những cái nạn tu đang đi sai pháp này thì khi đó muốn nghe ai thì nghe. Bây giờ thì nên nghe chúng tôi một lần đi, và làm như chúng tôi nói, thay đổi phương pháp tu hành như thế, thì chỉ cần một thời gian sau, tuần 2-3 tuần sau là gì, bình thường ngay, tâm bình thường ngay. Nhưng có thể nó sẽ không an như trước đây đâu. Vì sao mà không an như trước đây? Vì cái an như trước đây vị này niệm đó, đó là giả đấy. Chúng ta biết là con cá bị đứa trẻ nó câu lên vì cái gì không? Vì sao mà nó bị đứa trẻ nó câu không? Vì sao mà bị người gì, người thợ nó câu không? Thế cái gì? Vì miếng mồi thơm ngon vậy. Vì miếng mồi rất là thơm và rất là ngon. Đứa trẻ gì nó móc một cái lưỡi câu, nó thả xuống dưới gì, cái con sông đó, cái hồ đó. Và con cá nghe cái mùi gì, mùi thơm của miếng mồi, cho nên gì, chạy sang, không nghi ngờ đó là gì, đằng sau cái mũi mồi, cái miếng mồi đó, cái lưỡi câu, lưỡi hái tử thần chuẩn bị gì cướp mạng mình. Cho nên á, con cá nào tham ăn, con cá đó sẽ chết trước. Tương tự như vậy, cái trường hợp mà Phật tử này nói là vừa khi đang niệm Phật, bắt đầu vào niệm thì tâm rất là an, đó chính là gì, ví như mồi của thiên ma ba tuần nó răng ra vậy. Và được một tí thì mình gì, không tự làm chủ được nữa. Đó chính là ví cho dù gì, cá đã cắn câu của đứa trẻ đang gì, đã giật và chuẩn bị lên khỏi mặt nước rồi vậy. Khi mà lên khỏi mặt nước, ở vào trong cái giỏ của đứa trẻ rồi, chỉ có 100% là chết thôi. Trường hợp này thì nó mới bắt đầu gì, giật lên khỏi mặt nước, có thể còn có cơ hội, nếu giấy rùa mạnh thì có thể sứt môi. Sứt má một tí, nhưng mà còn có cơ hội sống. Tôi nói như vậy không biết Phật tử này có hiểu không? Đó, cho nên bây giờ thay đổi phương pháp tu chính là gì? Để sám hối lại cái phương pháp tu của mình sai, của mình dụng tâm sai của mình trước đây, thì còn có thể cứu được. Bằng không á, chỉ một thời gian nữa thôi,
chuẩn bị tinh thần mà gì? Chuẩn bị tinh thần mà lúc thì xưng là Phật, lúc xưng là Bồ Tát, mà lúc thì khóc, lúc thì cười, và có thể lúc thì đi lang thang, và dần dần cho đến gì, cho đến mất trí thật sự và lẩn thẩn lơ thơ, người ta cho vào trong bệnh viện tâm thần Thường Tín hoặc là Bạch Mai hoặc là Ba Thá gì đó, và chuẩn bị 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, và chôn cái tấm thân xuống mấy mét đất, và còn quan trọng nhất thần thức thì vào trong đường quỷ thần vậy. Tôi nói hơi đau một chút là vì sao? Vì có những trường hợp tôi phải nói đau như vậy. Chứ tôi không phải là gì, tôi không phải là lúc nào tôi cũng gì cũng nhẹ nhàng, cũng ngọt ngào với các quý vị đâu. Đặc biệt là với những người đi sai đường, tôi rất là gì, hay nói đau như thế. Còn nghe được hay không nghe được thì tùy duyên đi. Tôi cũng chẳng mất cái gì cả, mà tôi cũng chẳng được cái gì cả. Nếu vị mà tu đúng á, thì vị được lợi ích. Cho nên thì tôi nói như vậy.